Nguyễn Công Nghi, quê ở thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Ông làm quan dưới thời Lê mà và được nhắc đến nhiều khi đi sứ nhà Minh năm Nhâm Dần 1542. Không rõ Nguyễn Công Nghi sinh và mất năm nào. Sử sách chỉ ghi chép lại ông từng là giám sinh quốc tử giám. Nguyễn Công Nghi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, khoa thi năm Canh Thìn, niên hiệu Quang Thiệu thứ 5, 1520, đời vua Lê Chiêu Tông, tên đứng thứ 6. Năm Đinh Hợi 1527, nhà Mạc thay thế nhà Lê. Buổi đầu chính sự tương đối tốt đẹp, nhà Mạc có ý thức dùng lại đội ngũ trí thức cũ của triều Lê để xây dựng một đội ngũ quan lại phục vụ triều đình. Tân triều cho vời quan lại Lê triều ra giúp dập, bác định thế nào? Nhà vua cũng đã cho người tới gặp tôi, mời về triều ban chức tước, còn được thăng chức cao hơn trước. Vậy là bác định ra làm quan cho nhà Mạc sao? Xưa nay hiển sĩ trọng nghĩa khí, tôi chung không thở hai chủ. Chúng ta là bề tôi của nhà Lê, phải chung quân mới là ái quốc. Cớ sao nhà Lê vừa mới sụp, bác đã vội ra chầu nhà Mạc? Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Những năm gần đây, nhà Lê suy sụp, kinh tế thì bế tắc không phát triển, đời sống dân chúng khó khăn. Mạc Đăng Dung là người có tài, cờ vào tay phải phất thôi. Nói vậy, thực lòng bác đã quy thuận triều Mạc rồi sao? Tôi nghĩ, kẻ sĩ đọc được ít sách thánh hiền, hiểu được cái sự ở đời thì không thể bàng quang với thế sự. Là giúp dân, giúp nước, vua nào làm cho dân giàu nước mạnh thì ta phò giúp, vậy thôi. Bác nói cũng có cái lý của bác. Tôi chưa thể ngụy xuôi theo bác, nên tôi ở yên quê nhà vui thú điển viên, xem thế sự xoay vòng ra sao. Ông là người có tài, hy vọng một ngày không xa, ông nghĩ thông, rồi ra giúp dân giúp nước. Trong buổi đầu của vương triều, khi chưa kịp mở khoa thi chọn tiến sĩ, triều đình nhà Mạc đã tiến hành ban tước và thăng chức cho 56 tiến sĩ triều Lê Sơ, bổ nhiệm vào các vị trí trong triều đình mới. Nguyễn Công Nghi là một trong những người được nhà Mạc tin dùng và giao cho chức thượng thư. Ông lại được phong tước đạt lễ bá. Điều này cho thấy sự coi trọng của nhà Mạc đối với những cựu thần của triều Lê, vừa là sự ghi nhận những năng lực và đóng góp của Nguyễn Công Nghi. Trong suốt thời gian làm quan dưới triều nhà Mạc, Nguyễn Công Nghi luôn hoàn thành tốt chức trách của mình và được vua nhà Mạc tin tưởng giao phó nhiều công việc quan trọng. Vào tháng 3 năm Nhâm Dần 1542, Mạc Phúc Hải lên trấn Nam Quan trình diện và nhận 1.000 bản lịch đại thống của nhà Minh ban cho, lại nhận một đạo sắc mệnh cũ, phong Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô Thống Sứ Ti, Đô Thống Sứ và một quả ấn bạc. Để đáp lại ân điển của triều Minh, nhà Mạc đã cử một phái đoàn sang để tạ ơn, trong đó có Nguyễn Công Nghi. Nay nhà Minh đã ban ân điển cho triều đình ta, để đáp lễ, các khanh hãy thay trẫm đi Yên Kinh một chuyến. Khởi tấu bệ hạ, việc đi giao thiệp với nhà Minh cần các quan có tài biện hộ. Vì thần thấy Nguyễn Điển Kính đại nhân và Nguyễn Công Nghi đại nhân rất phù hợp. Khanh không nói thì trẫm cũng định cử Công Nghi và Điển Kính. Nay các khanh đã có ý như vậy, thật vua tôi hợp lòng. Vậy đi sứ nhà Minh lần này, trẫm giao cho Nguyễn Điển Kính, Nguyễn Công Nghi, Lương Giản dẫn sứ đoàn tới Yên Kinh. Chúng thần xin tuân lệnh. Sau khi Nguyễn Công Nghi mất, ông được dân làng thờ cúng để tưởng nhớ tới công ơn của ông với quê hương đất nước. Ông là tấm gương hiếu học, một lòng vì nước, vì dân, để các thế hệ người Kinh Bắc noi theo.